Bác chào mừng các bác và em đã quay trở lại với kênh YouTube bên em. Và hôm nay thì bên em lại tiếp tục về thêm được một mẫu súp khủng nữa của DB quá. Đây là mẫu súp hơi đến từ DB Cotic, mẫu PK115S. Mẫu này thì một số bác và em đã rất là quen thuộc với bên em Tùng rồi. Mà lâu lắm rồi bên em mới về được hàng các bác. Bởi vì dòng sản phẩm này thì không phải là lúc nào muốn có hàng là về được ngay. Thậm chí là anh em có thời gian nữa anh em phải đặt đến một vài tháng mới về được hàng. Bởi cái dòng này thì cũng khá là kém người chơi bởi cái dòng bát 40 mà súp hơi. Anh em phòng bát gia đình thì chúng ta cần đến một con công suất khỏe như con DB Cotic thì thực sự là hàng hiếm các bạn. Và DB Cotic hiện tại thì bên em đã về được hàng đây rồi. Anh em nào đang có nhu cầu về cái dòng sản phẩm súp hơi đến từ DB PK115S này thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại Tùng các bác nhá. Và hình thức thì các bác đã được nhìn thấy ngay ở trên video ngày hôm nay. Đấy, một con súp có thể nói là về kích thước thì khá là to. Và chơi gia đình với cái con này thì thực sự là quá là khủng khiếp các bạn. Bởi vì các bạn nhìn thấy về cái phần dạng cái căng chưa? Cái căng của DB Cotic chưa? Rất chắc chắn và hơn nữa là thùng vách các bạn nhìn này. Chất liệu gỗ ép hùn sần, chất liệu rất tốt. Và cái phần tay sách ở mặt rìa các bạn nhé, có thể thuận lợi trong cái quá trình các bác với em di chuyển mẫu đẩy này. Và hơn nữa thì các bác nếu như anh em nào đang sử dụng loa phun mà chúng ta muốn cắm trực tiếp loa phun ở bên trên giúp ấy và ghép đối trên ở mặt trên này, có lỗ cắm chân loa để chúng ta ghép nối loa phun ở bên trên. Hình thức của mẫu đẩy DB PK115S thì có những video bên em đã làm khá là chi tiết rồi. Đấy, anh em nào chưa xem lại thì có thể là vào cái kênh của Tùng Audio xem lại phần video bên em về làm cái mẫu đẩy ở DB Cotic này. Giá thành thì nếu như bác và em nào muốn giá tốt nhất với mẫu sản phẩm súp hơi đến từ DB thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em Tùng 0979629336. Mẫu sản phẩm này thì có đầy đủ logo thương hiệu cho anh em kiểm tra nhé. Đây, phần logo của DB Cotic đây và bao gồm mã QR này và tem cào này. Các bác và em có thể là check hàng trực tiếp khi chúng ta nhận hàng với mẫu sản phẩm súp hơi đến từ DB. Em quay luôn mặt sau cho bác xem về phần thông số cơ bản của mẫu sản phẩm PK115S này. Bác đã được nhìn thấy ngay về cái phần đằng sau bao gồm dây rắc cắm new chip của bác và anh em ghép lối lên cục đẩy hoặc là với âm đi. Đấy, với công suất trung bình của em nó có thể đánh làm 600W. Công suất đánh tối đa là 2000W các bạn, 2000W thực sự là quá lớn rồi. Một con súp hơi mà công suất đánh tối đa của em nó đạt được 2000W thì thật sự là em thấy là quá khỏe với phòng hát gia đình ấy. Nếu như các bác em chơi phòng hát gia đình với mẫu này thì anh em phải chơi những cái cục đẩy công suất từ ít nhất là từ 800W trở lên. Đấy, hoặc là những cái cục đẩy nó lớn hơn. Nếu như anh em làm phòng trà hoặc là chúng ta làm sự kiện phòng karaoke gia đình nhỏ thì em nghĩ là dòng súp hơi này đạt đủ các tiêu chí cho bác và anh em. Vừa đủ độ ổn định này, công suất ra đánh cũng khá là khỏe này, từ 600W và đến công suất đánh tối đa là 2000W đạt được thì em nghĩ là dòng này thì phục vụ cho rất nhiều mục đích cá nhân khác nhau. Trở kháng em này sẽ là 8 ohm và cái phần HZ của em nó thì sẽ dao động cho khoảng từ 38 cho đến 200 HZ các bác nhá. Độ nhạy thì sẽ là 99 dB. Đấy, cái dòng này thì khá khỏe bởi các bác và em biết là dòng súp hơi ấy, mà những cái dòng của DB Cotic thì em thấy là rất là chất lượng. Bây giờ thì em cùng các bác sẽ trải nghiệm chất âm của mẫu súp điện súp hơi DB Cotic PK115S các nhá. Là em ghép nối trực tiếp với mẫu đẩy nhá, mẫu đẩy hai kênh con GBF là 800 này. Đấy, có một vài anh em đang tham khảo cái mẫu đẩy bên em thì tiện đây em cũng cho bác xem về phần đánh của mẫu đẩy LA800. Đấy, xem là đánh một con súp bát 40 súp hơi như này thì mẫu đẩy GBF LA800 có phục vụ cho anh em làm phòng hát hay không. Thì đây em test cả đẩy cả súp cho bác và em nghe luôn. Và các bác hãy sử dụng tai nghe để chúng ta trải nghiệm thành công nhé.
tính chất lượng của em súp hơi Park 40 đến từ DB Boutique đúng không ạ? Ở đây thì em không dám bật to bởi vì không gian phòng cửa hàng bên em thì nó cũng không được rộng lớn cho lắm nên em không dám bật to bởi vì nó đánh cái tiếng như này em nghĩ là quá ổn định rồi. Tiếng đánh ra nó chắc khỏe, tiếng sâu tiếng. Và anh em chơi phòng hát gia đình hay là chúng ta làm sự kiện phòng trà rồi là những sự kiện nhỏ thì chúng ta chơi cái dòng súp Park 40 này khá là hợp lý các bạn ạ. Giá thành thì em sẽ bật mí với bác và em khi gọi điện trực tiếp qua số điện thoại bên em để chúng ta cùng nhau đàm phán được mức giá tốt nhất cho bác để nhận được với mẫu sản phẩm súp hơi đến từ DB Boutique. Dòng sản phẩm này đi sẽ có chế độ bảo hành lên tới 1 năm các bác nhé. Anh em nhận hàng chúng ta được phép kiểm tra hàng này, đấy, test, và thứ hai nữa là chúng ta kiểm tra luôn về cái phần mã QR xem là chính xác của DB Boutique không. Còn bên em thì khi mà gửi hàng đi thì em cam kết và đảm bảo cho bác là hàng của bác là chính là dòng sản phẩm chính hãng đến từ DB. Hình thức các bác và em đã được thấy trên này rồi đấy. Còn ý kiến đóng góp hay là thắc mắc gì của các bác và anh em về cái mẫu súp hơi DB Boutique PK115S này thì vui lòng các bác để lại ý kiến đóng góp của bác ở dưới phần bình luận video. Em sẽ cố gắng giải đáp tất cả ý kiến đóng góp hay thắc mắc của bác và anh em về cái mẫu sản phẩm DB Boutique PK115S mẫu súp hơi Park 40 phòng hát gia đình cực kỳ chiến này. Video của em xin dừng lại tại đây. Hẹn lại tất cả bác và anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio nhé. Xin chào.